Thái huyền thiên tôn Vô tự thiên thư là bảo vật của tiên giới Ngươi đừng hòng độc chiếm Hôm nay chúng ta tập trung lại Ngươi đừng hòng chạy thoát Lý thái huyền, biết điều thì giao thiên thư ra đây Tự phong vấn ở đây Bảy bảy bốn mươi chín vạn năm Ta muốn chấn áp bổn, bổn tọa Thanh đế, vô thủy đế tôn Kim điểu yêu tôn Các ngươi mang tiếng là trí tôn hữu danh vô thực loại người như các ngươi cũng đòi vô tự thiên thư vậy thì hãy chết cùng ta đi lý thái huyền ngươi nào đồ khốn huy chí tôn cấp cao thủ tự bạo ngươi định hủy diệt tiên giới hay sao xúc sinh ngươi dám nha yeah. ở đây hình như chính là trái đất không phải mình đang quyết đấu với thanh đế hay sao vô thủy thiên tôn Hình như sau đó mình còn tự vẫn Mẹ nào là vô tự thiên thư Khiến mình trọng sinh rồi Ta là Lý Thái Huyền Là trưởng tọa chân nhân Huyết mạch Thái Huyền Vì vậy thế nhân tôn sưng là Thái Huyền Thiên Tôn Huyết mạch Thái Huyền Là một trong những thế lực cao cấp Của Tam Thiên Đại Thế Giới Còn ta chính là tuyệt thế tuyệt thế tài tử Của Tam Thiên Đại Thế Giới Với tốc độ thu hành vạn năm trở thành đứng trí tôn Ngang tài ngang sức với mấy, mấy não già cổ động sống mấy chục vạn năm như thanh đế và kim điểu yêu tôn. Các hành khách chú ý đã tới trạm Sài Châu, xin hãy cầm theo hành lý. Trạm Sài Châu hồi ức thật xa xăm. Nếu nhớ không nhầm, hình như là 20 năm trước mình từng đến Sài Châu. Cũng may trong cơ thể vẫn còn chút thái huyền khí hậu thể. Quá là trời có sắt, quá là trời xanh có mắt. Là cô ấy. Ngô Thanh Sương, Lý Tiểu Phàm, anh chết ở đâu rồi? Bữa tiệc giáo viên ở trường chỉ còn nửa tiếng nữa nào bắt đầu. Anh còn không mau tới đây. Sao em lại có thể? Có bạn trai việc gì cũng lề mề như vậy. Cũng lề mề mà, lề mề mà như anh. Mình nhớ ra rồi. Mục đích lần này tới Sở Châu. Đó là đến nhà cô ấy xin kết hôn. Sau đó cô ấy lại thay lòng đổi dạ. Với tên Phú Nhi Đại Dương Thiếu Mụn, Dương Thiếu Khôn. Tiểu từ thối nhìn cho kỹ xem. Mày đang cướp bạn gái của ai? Đúng là cóc khỏe mà đồ ăn thịt thiên nga Dương Thiếu Khôn ra tay tàn độc Không những sai người lấy thân phận của tôi Còn đổ axit vào mặt của tôi Sau đó lại lấy tội danh cưỡng dâm Đẩy tôi vào tù 10 năm Cút vào trong Cha già đáng thương phải bán hết số tài sản Đút đốt các cấp Đây là toàn bộ gia sản của tôi Xin ông hãy nhận lấy Thả con trai tôi ra Sau khi ra tù tôi trở về nhà chờ đón tôi là thi thể của cha đã lạnh cứng cha nhiều năm sau đó tôi đã sống như một con chó thối quá chưa mắt quá cuối cùng tôi từ bỏ ý định sống sót lựa chọn tự sát ai biết được trong họa có phúc vô tình nhập vào tu thiên giới trở thành truyền nhân của thái huyền nhất mạch kiếp trước tôi là đấng trí tôn của thiên giới nhưng đáng tiếc đáng, nhưng đáng tiếc nhất vẫn là những ân oán phàm giai vẫn chưa kết thúc có nhiều lần suýt chút nữa là hóa thành tâm ma khiến tôi rất là phiền não trời xanh có mắt cha con đã trở về rồi mẹ kiếp cái quỷ gì vậy dần yeah. anh bạn không sao chứ người đâu dần Trời ơi, tôi khi không nhìn nhầm đấy chứ Nếu không phải tận mắt chứng kiến Không dám tin đó là sự thật Thần nực đó là thần lực Không ngờ thiếu niên gầy gò lại vậy Lại lại hại như vậy Tới đúng lúc quá Thực lực hiện giờ vẫn còn quá yếu Nhất định phải nhanh chóng khôi phục tu vi Mới có thể bảo vệ người thân xung quanh Ông nội, ông cẩn thận xin dừng bước ta là sở thiên chính cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi không cần để ý đại ân không biết phải cảm ơn thế nào sau này nếu cậu có việc gì cần ta giúp đỡ xin cứ nói chỉ cần ở địa giới của sở châu ta sẽ không khước từ không cần đâu đứng lại sở ra chúng tôi không quên là ân tình của người khác càng không muốn người khác có cơ hội đổi ân tình đổi ân nghĩa vì thế nói đi anh muốn cái gì Miên nhi không được vô lễ Xả ra khẩu khí to lắm Bây giờ tôi cần 100 Một 100 củ, 100 củ, củ nhân sâm Vạn năm để nối lại cân cốt Cô có làm được không Cậu chơi cười rồi Đó là cháu gái của ta tên là Sở Tuyết Niên Từ nhỏ đã được nuôi chiều Trông cậu có vẻ không giống như là người Sở Châu Không biết phải xưng hô với cậu thế nào Ông già Hình như ông này lại lạ tôi thêm một ân Lại là tôi thêm một ân hộ khác điều từ này quả nhiên là không hề có ý tốt, chắc chắn là muốn kiếm tra gì đó từ ông nội. ông nội cẩn thận, khốn kiếp, khó khăn lắm mới giở trò trên xe của ông ta mà lại dám phá hoại chuyện tốt của tao, đi chết đi! cậu thanh niên mau tránh ra, sao có thể chứ? dừng, dần dừng. Trên khí phóng ra ngoài, chỉ có tông sư mới có thể làm được điều này. Nếu là cậu ta còn trẻ như vậy đã đứng trong hàng ngũ của tông sư. Tông sư thế gian này đều rất là cao tuổi, bọn họ ít nhất cũng phải là người hơn hơn năm chục tuổi. Cậu ta còn trẻ như vậy đã lên tới vị trí tông sư, Quá là hiếm gặp, đúng là yêu nghiệt. Không cần động tay đã ở cục sát thủ Rốt cuộc hắn ta là ai Hắn tới để giết các ngươi Không ngờ lại ra tay với tôi trước Không biết sống chết Không ngờ cậu thanh niên này lại là tông sư ở trong truyền thuyết Vừa rồi nó mất kém không nhìn ra Mong cậu lượng thứ Phát thất lễ rồi Cậu đã giúp ta diệt trừ mối hiểm họa Không biết phải cảm ơn cậu thế nào Hả khí tức bên trong miếng ngọc bộ này rất là quen thuộc hình như được làm từ hỗn thiên thạch nếu ông thật sự muốn cảm ơn vậy có thể cho tôi một miếng ngọc này cho tôi miếng ngọc này nếu cậu thích thì cầm lấy đi miếng ngọc này ông không dùng tới nhưng lại có ích với tôi như thế hai chúng ta sòng phẳng nhé không ai nợ ai ông nội hắn ta là võ giả sao ông lại đưa hắn miếng ngọc bộ luôn mang bên mình có biết phúc điện phúc địa thú Nông, thú long thiên cương ở quân khu đông nam hay không long thiên cương là cao thủ số 1 của quân khu đông nam phùng mệnh thường niên chấn thủ khu vực bên cương ở phía tây bắc nhiều lần có ý đồ xâm nhập vào xâm nhập vào tổ chức khủng bố chỉ cần nghe tên đã khiến người khác sợ hãi trước đó long thiên cương từng một mình xông vào vùng bạo loạn tây phi lấy đầu kẻ địch giữa làn mưa bom đạn tiêu diệt hơn ngàn vạn quân địch trở thành vị thần bất bại trong quân vì sao ông lại nhắc đến chuyện này? Bởi vì thân thủ của cậu ta ít nhất cũng phải ngang hàng với Long Thiên Cương. Khách sạn năm sao Sở Châu, Bạch Thiên Nga Kiếp trước mình đã chịu khổ sở tới cả đây, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Dương Thiếu Khôn, mình rất mong chờ gặp được hắn. Lý Tiểu Phàm Ngô Thanh Sương Anh lại tới đây, luôn luôn tới muộn thật là vô dụng để em đợi cả nửa ngày ồ vừa rồi trên đường gặp chút chuyện có cảm giác anh ta có gì đó không giống trước nếu là trước đây chắc chắn là sẽ xông lên dán mắt, mắt vào mình thanh sương đây chính là bạn trai ở quê của cô phải không trông nô thôi quá đi nghèo tới mức này còn dám ra ngoài gặp người khác nếu cô là tội nếu là cô tôi đã chọn dư thiếu rồi đừng nói nữa Cô gái này tên là Từ Hiểu Dĩnh Là giáo viên tổ ngữ văn Cũng là người coi thường mình ở, phi tr... ở kiếp trước Anh cũng thật là Tới nơi sang trọng như thế này Không kiếm bộ đồ đẹp đẽ hơn sao Làm em mất mặt quá Được rồi vào thôi Đừng phí lại với tên tiểu tử nghèo kết sắc này nữa Hừm, thái độ này giống hệt kiếp trước Thanh Sương Hình như tôi thấy Lý Tiểu Phàm cũng tới phải không Ha ha, thiếu khôn không cần để ý tới lý tiểu phàm một kẻ nghèo kiết xác cậu ta chắc chắn là bị cô lập vốn dĩ không có ai thèm để ý đến ha ha tự dứt phiền phức nếu là tôi đã đi về từ lâu rồi lý tiểu phàm chuyện này không ai trách anh có trách thì trách anh không đủ ưu tú thanh sương cô còn do dự gì đi tôi đi với cô tới lập bài với hắn được đúng là không biết tự lợi sức mình nếu tôi mà là cậu ta xem dây đất có kẹo nứt nào có cái nứt nào để chui vào từ đâu từ đâu rồi bộ dạng nghèo kiết xác của cậu ta cũng đòi giành mỹ nữ với dương thiếu cổ ngữ nói đúng nghèo đấu không lại giàu đừng tự chung nhục vào mình cuối cùng cũng bắt đầu rồi xin chào cậu nào lý tiểu phám rất vui được làm quen xin lỗi tôi chỉ bắt tay với bạn còn anh không xứng làm bạn tôi tiểu tử thối tha muốn chết phải không Tiểu Phạm không mau xin lỗi Thiếu Khôn Anh ấy là phó chủ nhiệm phòng đào tạo Sau này anh sẽ làm việc dưới quyền của anh ấy Quan hệ căng thẳng Anh cũng không thể nào ở lại trường được Anh có chuyện Anh có muốn chuyển chính hay không Thật không hiểu Ngô Thanh Sương Vì sao lại có một người bạn nghèo như vậy Nhìn bộ đồ của cậu ta mặc xem Thật là quê mùa Đúng thế đúng thế Dương Thiếu ngay cả bạn trai của Hiếu Dĩnh Cũng hơn cậu ta gấp trăm lần Đồ nhà quê còn không mau xin lỗi Dương Thiếu. Dương Thiếu là nhân vật cao quý, cậu dám ở đó mà hỗn xược. Nếu không xin lỗi, hôm nay đừng mong mà rời khỏi nhà hàng dễ dàng. Nhà hàng này dễ dàng nhé. Lý Tiểu Phàm nghe rõ chưa? Ở đây không ai hoan nghênh cậu. Thế này đi. Tôi không cần cậu xin lỗi, cậu cút đi. Hừm, xem anh đã ý được tới khi nào. Mau cút về nhà. Mau cút về nơi nhà quê của cậu đi. Sau này đừng làm phiền thanh sương nữa. Bởi vì cậu không xứng với cô ấy. Ni Tiểu Phàm, tôi là mã chủ nhiệm phòng đào tạo. Bây giờ tôi mang này, cậu đứng dậy xin lỗi Dương Thiếu, sau đó nhường chỗ ngồi. Cậu không xứng, không có tư cách ngồi ở đây. Vị trí này, Dương Thiếu Khôn không đủ tư cách ngồi. Khách sạn Bạch Thiên Nga có cổ phần của tôi. Cậu nói cho tôi biết, sao tôi không có đủ tư cách ngồi ở đây. Gặp lại một kẻ nghèo kết xác như cậu, ngồi ở đó không thấy xấu hổ hay sao. Muốn chết, nếu anh đã cố chấp muốn ngồi thì tôi cũng không cản Chỉ hy vọng anh đừng hối hận Hừm, coi như cậu biết điều Nha yeah. Hừm Thiếu khôn anh không sao chứ Nha, à, sao lại cháy vậy tránh ra, tránh ra ra. Yeah. Mẹ kiếp, thế này là sao? Sao chiếc ghế lại bị cháy? Cái gì? Dân! Nha! Yeah. Mau tới giúp tôi! Mau đưa đi bệnh viện băng bó! Nếu không vết thương nhiễm, nhiễm trùng thì phiền phức lắm! Rồi mũi không đáng nhìn! Hừm! Thiếu khôn chậm thôi Tôi đưa anh đi bệnh viện Lửa Cứu mạng Không phải chứ Xe bị cháy rồi Chuyện gì thế này ai hey, đúng là gặp ma rồi Cảnh trai còn ở phía sau Các người cứ từ từ, từ từ mà chơi đi Tiểu phàm Không còn sớm nữa Anh tự tìm nên nghỉ lại đi Còn nữa Chuyện cầu hôn ngày mai Biết rồi, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị thật sớm Vì để sau này Đạo tâm kiên cố Kiếp này mình nhất định là không được để lại sơ suất Ngày mai cầu hôn mình nhất định sẽ tới đấy, Sẽ tới đúng giờ Dương thiếu khôn, anh đợi đó cho tôi Anh ấy từ xa tới tìm mình Mình lại để anh ấy một mình ở bên ngoài Thôi bỏ đi, chúng ta tuyệt đối không phải là cùng một thế giới Đi thôi thanh xương Cô và tên tiểu tiểu đó Chắc chắn là không cùng một đường với nhau chỉ có người ưu tú như Dương Thiếu Khôn mới xứng với cô Phải rồi Bạn trai tôi sắp về Đấy hào hội sở làm việc rồi Anh ấy điện thể thuê Thuê một phòng giúp chúng ta Cô nên nó tắm rửa Thay bộ đồ sạch sẽ hơn rồi hãy về Lý tiên sinh bây giờ anh đang ở đâu Vừa tới Sở Châu Chắc là vẫn cứ, chưa có chỗ để qua đêm phải không Ông nội tôi đã sắp xếp cho anh rồi Bây giờ tôi đang Ở đoạn giao với đường Sở Hoàn, đường Hoàn. Cô tới đón tôi đi Tiểu ca ca Anh mua hoa không Lâu lắm rồi chưa gặp người đàn ông nào hợp gu đến vậy Tiểu ca ca chỉ có một mình hay sao Cô muốn tới thăm tiệm hoa của tôi hay không? Đi tới nhà cô, chỉ e là cô không không mời nổi tôi. Anh! Ma tu thấp như vậy, mà cũng đòi làm kinh doanh, cô muốn chết được. Anh có thể nhận ra thân phận của tôi. Đã vậy hôm nay, tôi sẽ không thể không thể tha cho anh. Ngoan ngoãn để tôi hút dương khí của anh đi. À, chuyện này là sao? Sao tôi chỉ hút được một chút dư khí Cơ thể đã giống như là bị sấy khô thế này Còn tu vi của mình Giống như là bị hủy mất Hủy mất một phần Anh rút cuộc này Dư khí Ngu ngốc Đó là thái huyền khí của bản tôn Làm sao ngươi có thể chịu đựng được Còn không mau cút đi Nha, à, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi. Tôi sẽ cút ngay đây.